Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Muốn đoạt xá ta, thật đúng là chó cùng cắn bừa mà. Tiếp tục phát ngôn bừa bãi đi, đợi người thả lỏng rồi, giờ phút đó chính là cơ hội của ta. Hắn đã đem bản thân nguyên tố hóa hoàn toàn rồi, nhưng ngọn lửa lại không thể nào thiêu đốt linh hồn. Chiêu này đối với ta hiện giờ mà nói là vô ích. Quái lạ, đây lại là chiêu số gì vậy? Lúc trước chưa từng thấy qua người nguyên tố hóa nào lại chủ động từ bỏ hình người triệt để hóa thân thành nguyên tố hết. Nhưng mà ngọn lửa này thật là bắt mắt, khiến người ta không thể nào rời tầm nhìn được. Cứ nhìn thế này, hình như đến linh hồn cũng sắp bị thiêu đốt vậy. Người này lại là ai vậy? Văn Tại Phổ. Đây, nghĩa nào là thời khắc ta hiến ngọc giản? Nghĩa nào là quay về lúc trước rồi? Sao lại bắt đầu nhìn thấy việc trước kia rồi chứ? Không, ta còn chưa muốn chết. Ta còn muốn sống tiếp. Sau đó, đợi ta hồi phục ý thức, tỉnh lại từ trong xương cốt, thì phát hiện ra chính mình đã bị ném vào trong cấm địa này. Mấy trăm năm, Thương Hải tang điền, đất bằng cũng biến thành động quật rồi. Người thần bí đó sợ rằng cũng không ngờ được, cho dù sau khi chết đến hồn phách cũng mất đi ý thức, ta vẫn có thể giữ được hơi tàn. Nói như vậy, ngươi cũng không hề quen biết thanh niên thần bí đó. Đúng vậy, trước khi bị hắn truy sát, ta chưa từng nghe nói có người như vậy. Nhưng từ công pháp mà hắn sử dụng, hắn đúng là người của Bất Não Thành. Tương truyền Bất Não Thành là một tòa thiên không chi thành. Trong thành thiêu đốt ngọn lửa màu trắng vĩnh viễn không bị dập tắt. Ngọn lửa màu trắng có thể ứng được với công pháp của thanh niên đó. Xem ra hắn có lẽ là người thủ hộ ở trong thành nhỉ? Thì ra Bất Não Thành ẩn giấu ở trong không trung. Chẳng trách lão thần vương lại thiết lập cơ chế cấm không ở trong di tích, thì ra là tiện giấu đi tòa thành đó, bảo vệ bí mật trong thành. Cái đó, những gì ta biết đều đã nói hết rồi. Ngài còn có gì muốn hỏi hay không? Nếu như không có, chúng ta có thể nói đến việc tìm xác thay ta rồi không? Ơi, đã nói gì đâu chứ? Ta chính là đến việc quan trọng còn chưa hỏi đâu. Vậy ngài hỏi mau lên đi chứ. Cái này ý mà cái đó, ta còn phải hỏi gì ý nhỉ? Ây à, nhất thời lại không nghĩ ra được vậy. Tổ An, cậu có biết tôi muốn hỏi gì hay không? Các lốt, cô thì sao? Mau hỏi đi. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ lục không mình. Được rồi, ta muốn biết cái tên nịnh bợ đó của người sao lại nghĩ ra được vậy? Sao lại vô liêm sỉ thế? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ lục không minh. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ lục không minh. Chỉ vậy, việc rất quan trọng trong lời của ngươi chỉ là cái này hả? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ lục không minh. Còn nữa, ta định bợ bằng bản lĩnh, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta vô liêm sỉ? Mặc dù lão thần vương nhốt ta vào đây, nhưng hình tượng huy hoàng mà ngài ấy lưu lại trong tim của ta sánh ngang với nhật nguyệt. Lại nói, Lý Tề Tiên đó có thể đặt tên tông là Tề Tiên Tông. Tên tông của ta cũng là có liên quan đến tên của ta mà. Biệt danh của ta gọi là Lã Thần Não Nhân.
Lão thần lão nhân gia ngài, thân thế có khỏe hay không? Không được hả? Có phải lão tên này không tốt hay không? Làm gì có ai đặc biệt danh như vậy chứ? Chắc là bị chọc giận phát điên rồi. Thụ huynh luận về việc chọc giận người khác thì anh là nhất rồi. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện nữa. Ngươi đoạt xá người khác thì không có gì chứng gì sao? Đương nhiên là có, sau khi đoạt xá sẽ cần mấy chục năm hồi phục. Thực lực và linh hồn đều cần thời gian từ từ mới có thể quay về đỉnh phong. Nhưng đối với đại tông sư có cả ngàn năm thọ mệnh mà nói, đấy căn bản không tính là gì hết. Ây, lợi hại quá là lợi hại. Nói nghiêm túc đi, ngươi có biết vị trí của Bất Não Thành ở đâu hay không? Chúng ta muốn đến Bất Não Thành. Nói nghiêm túc, quả nhiên vừa rồi ngươi đang giỡn ta. Ta sẽ không mắc bẫy nữa đâu. Muốn biết đáp án thì ngươi bắt buộc là phải tìm thân xác phù hợp cho ta trước đã. Giờ là lúc cho ngươi mặc cả đó hả? Ta mặc kệ, còn không tìm được thân xác phù hợp thì ta toi đời rồi. Dù gì cũng phải chết, ta không muốn tiếp tục bị hiếp bức. Dẫn ngươi đi tìm Bất Não Thành nữa đâu. Ơi, tên này sao lại tự buông bỏ như vậy chứ? Là bị mình ép quá chặt hay sao? Vậy ngươi muốn thân xác thế nào? Khỏe mạnh, tráng kiện, cảnh giới thực lực nhất phẩm có được hay không? Được được được, đương nhiên là được. Ta chỉ cần thân xác như vậy thôi. Kế hoạch thông. Mặc dù không biết vị trí, không biết vị này vì sao lại muốn đến Bất Lão Thành, nhưng chỉ cần còn có quân cờ trong tay, thân thể của ta sẽ có bến đỗ rồi. Này khỏe mạnh tráng kiện nhất phẩm. Liệt diệm vân câu nhất phẩm. Đại ca, ngươi ít nhất là cũng phải chọn trong phạm vi con người chứ. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ lục không minh. Giá trị cảm xúc tiêu cực. Kỳ hồi phục trong lời gia hỏa này có lẽ là thật. Nếu không trong cấm địa nhiều năm như vậy, thật sự muốn đoạt xá, chọn hung thú qua đường là được rồi. Không cần phải đệ đến lúc này rồi mà vẫn kháng cự như vậy. Nếu là vậy thì càng cần phải bắt hắn lên ngựa để phòng hắn âm thầm đoạt xá ngộ thương người khác. Dù gì cũng là lão quỷ trăm năm, không thể nào không đề phòng được. Chọn trong phạm vi người, nơi hoang dã này nhất thời không tìm được người mà. Nghĩa nào ngươi còn muốn đoạt xá hai người bạn của ta hay sao? Có con ngựa có thể đoạt xá đã là không tồi rồi. Giờ khắc sinh tử còn chọn lên chọn xuống. Ta thấy ngươi căn bản chưa đến lúc đèn cạn dầu như ngươi đã nói. Lại nói, huynh đệ sao ngươi lại nhìn loại hạn định đó một cách cứng ngắc như vậy? Ngươi nghĩ thử xem, lúc trước ngươi dùng hết trí óc để định bợ người khác, hiện giờ lại đến lượt người khác vỗ mông ngựa của ngươi mà, tốt biết bao. Ngươi là yêu quái hả? Vỗ mông ngựa cái dám ý. Thật là không thể thương lượng thêm được sao? Ta từ chối, nhiều nhất là cho ngươi đổi một con ngựa soái khí hơn thôi, ngươi tụi mình suy nghĩ đi. Đây đâu phải là vấn đề đẹp với không đẹp đâu chứ. Cách tu hành của nhân loại và thú đương nhiên là bất đồng. Nếu như mạo hiểm đoạt xá, nói không chừng cả đời này đều không thể nào quay về cảnh giới đại tông sư. Nhưng lần trước đoạt xá thất bại, xương cốt lại bị con rồng ngu ngốc kia cắn thành như vậy. Từng việc xảy ra đều dẫn đến ta hiện giờ hao tổn quá nhiều sức mạnh. Đúng là không có thời gian để đắn đo nữa rồi. Mau quyết định đi, nếu ngươi thật sự là toi rồi. Ta cùng nắm là đi tìm tông chủ khác hỏi vị trí của Bất Não Thành là được. Được, vậy thì đoạt xá quân ngựa này đi. Thành công rồi sao? Đợi đến Bất Não Thành rồi, ngươi bắt buộc là phải trả tự do cho ta. Xem ra là thành công rồi, nhưng mà tự do này ta sợ là không thể hứa được. Dù gì năng lực này của ngươi thật đúng là có chút tà môn. Nếu như chạy mất, thật sự đúng là chưa chắc đã tìm được ngươi. Hay là thế này, nếu như ngươi dẫn ta tìm được Bất Não Thành, ta sẽ tặng ngươi một lễ vật, thế nào hả? Lúc đầu ta vất vả nghiên cứu ra công pháp này, thật
Thật đúng là hại người hại mình mà. Nhưng mà ngươi muốn tặng ta lễ vật gì vậy? Yên tâm, ngươi nhất định là sẽ thích. Hiện giờ mau nói cho ta biết Bất Não Thành ở đâu. Đi về phía tây 800 dặm, xuất phát. Thổ huynh, cậu không phát hiện ra không? Đội ngũ này của chúng ta hình như là thiếu mất Sa Ngộ Tĩnh. Nếu như Thu Sảo ở đây thì tốt rồi. Đường Tam Tạng rồi trời. Sa Ngộ Tĩnh cái gì chứ? Tiểu tử cậu định đến Tây Thiên Thỉnh Kinh hả? Cũng không biết là Tiểu Ngư và Thành Thu Sảo đến nay thế nào rồi. Nhất là Tiểu Ngư, nó từ chối cụ hiện phân thân để liên lạc với mình, rốt cuộc là có tính toán gì vậy?